Thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ tập trung nói về các diện visa định cư Úc. Thì do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì như mọi người cũng đã thấy là nhiều kế hoạch và dự định của chúng ta đã bị ảnh hưởng, trong đó có kế hoạch du học và kế hoạch định cư. Thì hiểu được những lo lắng này, cũng như là gần đây du học sinh cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi cũng như là quan tâm về chủ đề này. Thì hôm nay du học sinh có mời đến đây chuyên gia tư vấn về di trú là chị Việt Nga, hiện đang sinh sống và làm việc tại Úc. Thì hôm nay chị Việt Nga sẽ giúp cho chúng ta cung cấp những thông tin cập nhật nhất về tình hình xét visa định cư của Úc, cũng như là những thay đổi và những xu hướng xét định cư trong giai đoạn sắp tới 2020-2021 sẽ như thế nào luôn. Và từ đó sẽ đưa cho chúng ta những hướng giải pháp để mà có thể giúp cho hồ sơ xin visa định cư của các bạn có thể diễn ra thuận lợi. Thì chị Việt Nga ơi, chị có thể gửi lời chào đến mọi người và giới thiệu đến mọi người trước khi mình bắt đầu chương trình được không chị? Chị cảm ơn Hiền. Chị kính chào quý phụ huynh và học sinh của Du học Séc. Rất cảm ơn Hiền cũng như Du học Séc đã cho Việt Nga cơ hội đến để trò chuyện với quý phụ huynh cũng như các bạn học sinh về những thay đổi và những cái xu hướng của luật di trú cũ. Cảm ơn Hiền. Dạ, cảm ơn chị Việt Nga. Thì trong suốt buổi trò chuyện ngày hôm nay, nếu quý phụ huynh và các bạn học sinh có bất kỳ câu hỏi nào, các bạn có thể nhắn tin vào một chatbox ở phía tay phải màn hình của mình. Thì cuối buổi, những thắc mắc sẽ được giải đáp luôn cho quý phụ huynh cùng các bạn học sinh. Thì cũng không để mọi người đợi lâu nữa, thì sau đây Hiền xin mời chị Việt Nga sẽ bắt đầu với những thông tin cập nhật nhất về tình hình xét visa định cư của Úc hiện tại. Xin cảm ơn Hiền. Cho phép Việt Nga được chia sẻ màn hình và bắt đầu ạ. Không biết là Hiền nhìn có rõ không em? Bắt đầu các màn hình như này ổn không em? Dạ được rồi đó chị. Ok. Thế thì xin phép được bắt đầu ạ. Trong thời lượng của buổi chia sẻ ngày hôm nay thì Việt Nga xin tập trung chính vào những cái thông tin liên quan tới diện định cư tay nghề, bởi vì diện định cư tay nghề này là cái diện visa mà các bạn du học sinh sau khi học xong là nhắm đến nhiều nhất. Thì con đường định cư theo diện tay nghề thì trung bình du học sinh sẽ học những chương trình như là cao đẳng hoặc là đại học sau đại học ở Úc khoảng từ 3 đến 4 năm. Sau đó là sẽ xin visa 48 năm ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp và sẽ cố gắng tính điểm để tối ưu cái điểm định cư để mà các bạn sẽ nộp định cư cơ hội là tức là sớm nhất. Thì ở đây cái visa này ở trong cái khung màu đỏ đây là visa 189, tức là các bạn sẽ định cư theo dạng tay nghề mà không cần bảo lãnh. Còn khi bạn Chị Nga ơi, có chị Nga ơi, chị chị có thể mở full screen được không ạ? Để mọi người có thể nhìn rõ hơn màn hình của chị được không? chị đang mở full screen rồi em ơi, chị không biết được là thế thì để chị share lại à hay sao em? Bởi vì của chị hiện tại là đang full screen luôn ấy. Thế thì chờ chị stop share xong rồi chị làm lại nhé. À, dạ vâng. Đây để chị share lại luôn. Như vậy có to hơn chưa Hiền ơi? À, dạ ổn rồi đó chị, mình bắt đầu tiếp đi chị. Ổn ổn rồi đúng không? Dạ. Xin lỗi quý phụ huynh và các em học sinh, cho phép Việt Nga xin bắt đầu lại ạ. Thì con đường mà các bạn du học sinh sau khi học xong mà apply xin visa định cư không cần bảo lãnh bang thì cái visa đó tên là visa 189. Còn visa mà đi theo dạng tay nghề mà cần bảo lãnh bang mà vào thẳng được định cư thì đấy là visa 190. 189, 190 đều tính điểm luôn. Còn visa mà cũng là con đường đi đến định cư nhưng mà phải qua tạm trú trước thì ở đây tạm trú này sẽ cần bảo lãnh của bang thì đây chính là visa 491. Và Việt Nga cũng muốn nói rõ những cái visa này để lúc sau các quý vị phụ huynh cũng như các em dễ theo dõi ạ.
Điều kiện tối thiểu của định cư theo dạng tay nghề thì tuổi bắt buộc phải dưới 45, IELTS minimum phải 6 điểm, và cái điểm định cư tối thiểu phải là 65 điểm, đương nhiên phải đáp ứng được yêu cầu sức khỏe. Và rất quan trọng là yêu cầu về nhân cách, ví dụ như là những người nộp đơn mà đã từng bị kết án tù trên 12 tháng thì cơ hội định cư rất là thấp. Đây là một cái bảng Việt Nam muốn quý vị phụ huynh cũng như các bạn du học sinh để ý tới, đấy là danh sách các ngành nghề ưu tiên theo dạng trung hạn và dài hạn. Thì các bạn học mà nằm trong nhóm ngành mà được liệt vào trung hạn và dài hạn thì cơ hội định cư rất là cao. Thì ở trong cái trang này Việt Nga có đưa ra cái đường link luôn để quý vị tiện tham khảo. Trong này thì bao giờ cũng sẽ có đến cái nơi mà sát hạch tay nghề thì cũng rất quan trọng để các bạn lúc sau tham khảo, bởi vì có những nghề mà rất là được ưu tiên nhưng mà khi mà làm sát hạch tay nghề thì rất là khó, ví dụ như là ngành nghề là nhà toán học chẳng hạn, rất là khó để mà sát hạch tay nghề, vì là Vetaset sẽ yêu cầu 1 năm kinh nghiệm sau khi các bạn đã tốt nghiệp, và 1 năm kinh nghiệm này sẽ đòi hỏi rất nhiều đến cái phần mà research, tức là phần nghiên cứu. Thì đây cũng là cái để mọi người tham khảo rất là hữu ích. Đặc biệt là khi mình quyết định đi học ngành nào để tối ưu hóa cái việc định cư thì các bạn cũng nên để ý tới quota trong mỗi ngành nghề mỗi năm. Đó, ví dụ như là cùng là học về IT nhưng mà về lập trình 1 năm cần tới 8.700 người, nhưng mà phân tích về hệ thống thì chỉ cần có 2.500 suất thôi. Sau đây là Việt Nga cũng xin nói qua cách tính điểm định cư theo dạng visa tay nghề. Thì tuổi rất là quan trọng, và đa phần khi các bạn học xong đại học thì các bạn thường dưới 25 tuổi và chỉ được 25 điểm di trú thôi. Khi nào các bạn từ 35 từ 25 thì nó xin lỗi cho tới 32 thì các bạn sẽ tối ưu hóa được điểm tuổi trong việc định cư, sẽ được 30 điểm di trú. Trình độ tiếng Anh, như các bạn cũng nhìn thấy là nếu mà được 8 điểm IELTS hoặc là PTE tương đương 8 điểm IELTS thì PTE 79 cũng sẽ cho các bạn 20 điểm di trú. Kinh nghiệm làm việc tại Úc bao giờ cũng sẽ được tính cao hơn là kinh nghiệm làm việc ở ngoài nước Úc. Ví dụ 1 năm kinh nghiệm ở Úc được 5 điểm thì tương đương với 3 năm kinh nghiệm ở nước ngoài. Bằng cấp thì các bạn có thể chọn cái bằng cao nhất của mình để nộp. Thì ở đây như các bạn nhìn thấy là bằng tiến sĩ sẽ cho các bạn 20 điểm di trú. Bằng từ cử nhân cho tới thạc sĩ sẽ được 15 điểm. Những chuyên ngành đặc biệt, ví dụ như là chuyên ngành đặc biệt ở đây là nói về chẳng hạn như là trong cái nhóm gọi là STEM, tức là các cái nhóm ngành liên quan đến khoa học, công nghệ, toán và technology và kỹ thuật, thì khi các bạn học chương trình Master by Research và tiến sĩ thì các bạn sẽ được tặng thêm 10 điểm. Học tại Úc bạn sẽ được thêm 5 điểm. Và hiện tại có những nhóm ngành sẽ được học khóa Professional Year như là Accounting, IT và Engineering thì các bạn sẽ được thêm 5 điểm. Bằng phiên dịch, tức là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt cũng sẽ cho các bạn 5 điểm. Nếu các bạn học ở vùng nông thôn thì các bạn cũng được tặng thêm 5 điểm. Vợ chồng người phối ngẫu hoặc là bạn độc thân thì ở đây Việt Nam cũng đã liệt kê ra cái điểm tương ứng. Bảo lãnh bang, nếu bạn được bảo lãnh bang đi theo visa 190 bạn sẽ được thêm 5 điểm, và bảo lãnh bang hoặc là người thân cho visa 491 thì các bạn sẽ được thêm 15 điểm. Thì cái này là cách tính điểm của visa tay nghề cho visa 190, 189 và 491. Việt Nga rất là lưu ý các bạn là có những cái nhóm ngành như Việt Nga đã liệt kê ở đây thì 65 điểm các bạn sẽ không bao giờ có cơ hội được mời, mà khi các bạn có cơ hội được mời thì điểm rất là cao, ví dụ như là kế toán là tháng 2 là 95 điểm thì mới được mời, có những tháng đã lên tới 100 điểm luôn, tức là những cái điểm để được mời này là nó thay đổi theo từng tháng, từng vòng mời của từng tháng.
Cho Việt Nga xin nói về những con số của chương trình định cư của Úc từ năm 2018-19 cho tới năm nay để quý vị tham khảo. Thì chương trình định cư của Úc là được bao gồm rất là nhiều visa, nhưng mà trong đấy nó có những cái visa chính là visa tay nghề. Tức là ở đây visa tay nghề rất là nhiều luôn, như mọi người nhìn thấy là cho cái tức là được lên kế hoạch của năm 2018-2019 thì chương trình định cư của Úc là 190.000 suất sẽ được chính phủ Úc xem xét. Thì ở đây là riêng về được chủ bảo lãnh là 48.250 suất, đi theo dạng độc lập independent tức là 189 được 43.990 suất, đi theo dạng ở đây là 190 là được được chính phủ bang bảo lãnh, cũng như là 491 là visa tạm trú được 28.850 suất. Đây là dạng đầu tư và định cư được 7.260 suất và dạng gọi là tài năng được 200 suất. Thì các bạn nhìn thấy là đây là cái mà chính phủ lên kế hoạch là sẽ cấp 190.000 visa, nhưng mà trên thực tế chỉ có 160.323 suất được cấp thôi. Thế thì đến năm 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 nay là năm 2019 đến năm 2020 thì các bạn nhìn thấy cái số lượng giảm 30.000 suất, từ 190.000 suất giảm xuống còn 160.000 suất. Đó, tuy nhiên là cái định hướng của chính phủ là sẽ rất ưu tiên những bạn học ở những cái vùng nông thôn và đi những cái visa mà được bang bảo lãnh ở vùng nông thôn 25.000 suất. Đặc biệt là năm 2019-2020 chính phủ Úc có giới thiệu chương trình, một chương trình visa mới là Global Talent Program được 5.000 suất. Thế thì cho Việt Nga nói qua là rất nhiều bạn sẽ hỏi là bây giờ nếu mà các bạn học thì nên chọn đi bang nào và bảo lãnh bang nào dễ, thì cho phép Việt Nga xin nói rằng là dựa vào những chỉ tiêu của các bang thì hiện tại bang Northern Territory và thành phố thủ phủ là Darwin đang là dễ nhất. Thì điều kiện ở đây ý, là Việt Nga có nói là đi visa 190 chỉ cần học xong một bằng tại tại Northern Territory, và cái trường mà mình học phải có tức là cơ sở tại tiểu bang, tức là lãnh thổ Bắc Úc, và bạn cần phải học ít nhất 2 năm ở đó, và tức là bạn cần phải sống ở tiểu bang Bắc Úc này ít nhất là 6 tháng ngay sau khi bạn học xong. Và cái này quan trọng, rất quan trọng là khi các bạn học xong ấy thì các bạn cần phải có được cái quyền đi làm toàn thời gian, tức là sau khi bạn học xong thì bạn cần bạn nên vào visa 485, thì 6 tháng sau thì bạn sẽ nộp và xin được cái visa 190 theo yêu cầu của lãnh thổ Bắc Úc. Và nếu mà bạn không học ở lãnh thổ Bắc Úc thì sẽ rất khó cho bạn, bởi vì như vậy là hiện tại là lãnh thổ Bắc Úc sẽ chỉ có thể xem xét visa 491 cho bạn nếu bạn không học và sống ở lãnh thổ Bắc Úc. Nhìn ở đây thì mình sẽ nói thêm là sau lãnh thổ Bắc Úc thì cái bang dễ thứ nhì sẽ là bang Tasmania. Và bang Tasmania rất giống lãnh thổ Bắc Úc, ở đây là cần mình đưa ra một cái kế hoạch là mình sẽ cố gắng mình xin được việc. Rất là, tức là nó không có phức tạp như là trên Victoria hay là trên New South Wales. Thế còn bang nào cũng sẽ yêu cầu rất nhiều, như là New South Wales hay Victoria yêu cầu về cái kinh nghiệm làm việc. Thế nhưng ý, mà hiện tại thì Victoria có cái chương trình 491 cũng rất là hấp dẫn nếu các bạn học xong ở mọi nơi trên Úc hoặc là trên thế giới, nếu mà ngành nghề của bạn nằm trong danh sách của tiểu bang và bạn lại được một thư mời của một công ty mà đặt ở vùng nông thôn của Victoria thì bạn cũng có thể xin được visa 491. Đó thì mình cũng sẽ là nói thêm trong những cái buổi tới về những cái điều kiện mới, bởi vì cứ sau mùng 1 tháng 7 thì chính phủ của các tiểu bang và các vùng lãnh thổ sẽ có những cái
thay đổi thì Việt Nga cũng sẽ đồng hành cùng sếp, sẽ cập nhật với cả quý vị phụ huynh và các bạn trong thời gian tới. Thì vừa rồi là nhìn vào số liệu thì mình cũng thấy rằng là chính phủ Úc rất để ý đến việc là sẽ tăng cái số lượng cho những đơn nộp vào vùng nông thôn. Và visa 491 được ra đời sau ngày 16 tháng 11 năm 2019 thay visa 489. Và vừa rồi mình cũng đã nói qua về visa 491. Tuy nhiên, visa 491 tùy từng tiểu bang. Ví dụ như ở tiểu bang Queensland và Tasmania thì thay vì hai nhánh thông thường là cái người nộp đơn phải cần xin được cái sự sponsorship của chính phủ tiểu bang, hoặc là sẽ được một người thân, tức là một người họ hàng đứng ra bảo lãnh, thì riêng Queensland và Tasmania còn có một nhánh 491 có tên là Small Business Owner, là những bạn mà đến đấy có thể mua một doanh nghiệp trị giá trên 100.000. Sau 6 tháng quản lý, các bạn có thể đạt được cơ hội là nộp visa 491. Việt Nam xin lỗi. Và thêm nữa là visa 494 cũng là một trong những cái visa mới được ra đời cùng lúc với cả visa 491. Và hai visa này đều có được cấp 5 năm. Sau 5 năm thì hai visa cùng sẽ lên được định cư theo visa 191 nếu như những ứng cử viên đó đạt được những yêu cầu của visa 191. Hiện tại cái yêu cầu của visa 191 chưa được thông báo rõ ràng, bởi vì là visa 491 và 491 và 494 mới được ra đời vào ngày 16 tháng 11 năm 2019, cho nên đến tháng 11 năm 2021 thì chính phủ Úc mới expect là cái người đầu tiên nộp đơn. Thì Việt Nga sẽ cùng với sếp cập nhật quý vị về visa 191 trong thời gian sắp tới. Thì dựa vào đây là theo như những con số mới nhất của chính phủ Úc thì mình cũng nhìn thấy rằng là năm 2018-2019 có 190.000 suất mà chỉ được cấp có 160.323 visa thôi. Thì năm 2020 là có 160.000 suất, mà hiện tại là chính phủ liên bang đã thông báo do là biên giới nước Úc chưa được mở, cho nên tức là chính phủ liên bang đã có những cái con số dự tính là năm nay 30% sẽ giảm, tức là thay vì là 160.000 suất thì có thể chỉ có khoảng gần 100.000 suất sẽ được cấp thôi. Và năm năm tới, tức là từ mùng 1 tháng 7 2021 tới 30 tháng 6, từ Việt Nam xin lỗi, từ mùng 1 tháng 7 2020 tới 30 tháng 6 2021, chính phủ Úc hiện tại đang dự tính sẽ cắt giảm 85% cái quota so với cả năm 2019. Và cho nên là dựa vào những cái thông tin mới nhất này thì Việt Nga cũng xin thông báo với quý vị là chắc chắn là cái cơ hội mà xét đơn và cái yêu cầu nó sẽ khó hơn, và cái thời gian xét đơn chắc chắn nó sẽ lâu hơn rất nhiều. Thì Việt Nam cũng xin nói tiếp là do là chính phủ đóng cửa biên giới cho nên là rất nhiều visa sẽ không được cấp, bởi vì nhiều visa khi cấp mà người được cấp còn đang ở nước ngoài thì cái visa đó sẽ có thể bị hủy nếu mà quý vị không kích hoạt được visa bằng cách bay được sang Úc. Thế thì hiện tại đối với cả du học sinh cũng đang có một cái rất là trở ngại là có rất nhiều bạn khi bay về Việt Nam ăn Tết xong thì khi quay sang Úc lại không bay sang Úc được. Thì chính phủ liên bang Úc hiện tại đang nghiên cứu và đang đưa ra một trong những cái mà tức là nới lỏng hơn cho visa 485. Cái visa 485 là sau khi các bạn học xong là các bạn Việt Nam sẽ nói qua về visa 485. Thì sau khi các bạn mà học xong một chương trình ở Úc thì các bạn mà đặc biệt là chương trình đấy phải là từ đại học trở lên. Thì nếu các bạn học xong chương trình đó là chương trình đại học thì các bạn sẽ được nộp cái visa 485
là visa mà cho phép những người tốt nghiệp ở Úc ở lại Úc được quyền đi làm toàn thời gian, được quyền đi học hoặc là được quyền ở lại để tức là tìm hiểu thêm về đất nước Úc. Thì visa 48 năm này, nếu các bạn học xong đại học thì các bạn sẽ được cấp 2 năm ở Úc. Nếu các bạn học Master by Research thì các bạn sẽ được cấp 3 năm. Và nếu các bạn học tiến sĩ thì các bạn sẽ được cấp cái visa sau tốt nghiệp này là 4 năm ở Úc để làm việc. Thì sau ngày 16 tháng 11 năm 2019, chính phủ Úc thông báo sẽ cho các bạn tốt nghiệp ở Úc, nếu các bạn học ở vùng nông thôn và tốt nghiệp ở vùng nông thôn thì cái visa 48 năm này của các bạn, nếu mà ở cái thành phố nông thôn thì các bạn sẽ được thêm 1 năm, tức là 2 năm cộng 1 năm là 3 năm cho các bạn học đại học, 3 năm cộng 1 năm là 4 năm cho các bạn học Master by Research và 4 năm cộng 1 năm cho các bạn học PhD. Còn nếu các bạn nào mà ở vùng nông thôn hoàn toàn thì các bạn sẽ được cộng 2 năm sau khi các bạn có cái visa 48 năm. Thì đây cũng là một cái cực kỳ là tuyệt vời cho các bạn, để các bạn lấy cái visa bắc cầu 48 năm này để đi lên con đường định cư. Mình sẽ tích lũy cái điểm di trú cao nhất. Trong khi các bạn học, tức là học xong mà được visa 48 năm, khi các bạn ở visa 48 năm, các bạn có thể luyện IELTS, các bạn có thể xin việc để nâng cái điểm kinh nghiệm, và các bạn có thể học tiếp tùy các bạn để làm sao các bạn tối ưu hóa cái điểm. Và quay lại là cái visa 48 năm này theo luật hiện tại chỉ dành cho những bạn học 100% ở Úc. Nhưng do nhiều bạn bị kẹt ở nước ngoài do Covid thì chính quyền Scott Morrison đang lên kế hoạch là sẽ chấp nhận những chương trình các bạn đang học ở ngoài nước Úc mà qua online. Thì đây là một trong những cái đề bản của chính phủ Scott Morrison tại Úc vào tháng 6, và hy vọng là sớm sẽ được duyệt. Thì đây là một trong những cái mà các bạn mình thấy là các bạn nên để ý. Thì bây giờ là cho Việt Nga nói đến visa mà Global Talent. Đây là một cái visa mà chính phủ Úc là cho quota 5.000 suất 1 năm cho năm tài khóa 20, và dự định là sẽ giữ nguyên như vậy cho năm 2021. Thì cái visa Global Talent này là ở đây ấy, cũng là để ý luôn là sẽ các bạn phải ở trong những cái nhóm ngành, tức là 7 cái nhóm ngành dưới đây, tức là kỹ thuật về nông nghiệp, kỹ thuật về về tài chính như là fintech này, không biết các bạn có biết đến cái Bitcoin không, thì đấy như là Bitcoin ở trong về 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 tài chính mà ứng dụng mới đó cũng là được nằm trong những cái ưu tiên ở đây. Sau đó là đến công nghệ về 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 y tế, rồi là đặc biệt là an ninh mạng. Thì đây là những cái ngành Việt Nga đã liệt ra là nằm trong những ngành ưu tiên cho visa Global Talent. Thì thường sẽ là có 2 cách để các bạn chứng minh. Một là các bạn sẽ xin việc ở Úc và các bạn phải đạt được mức lương ít nhất là 153.600. Thì cái cách thứ nhất này Việt Nga cho là hơi khó cho những bạn mà Việt Nam vừa mới học xong ở Úc. Tuy nhiên cái cách thứ hai đó là đặc biệt dành cho những bạn nào mà học tốt trong cái chương trình mà PhD hoặc là Master by Research của các bạn. Thì khi các bạn học Master by Research hoặc là PhD, nếu các bạn chứng minh được với cả trường đại học của mình học, đặc biệt là thầy supervisor của mình, là mình là một trong những người mà rất là tài năng, thì họ sẽ viết cho các bạn những cái thư tín cử các bạn. Thì cái đó nó sẽ dẫn đến cái con đường của các bạn đi theo cái visa Global Talent này rất là tốt. Thì Việt Nga cũng xin nói qua là như vậy, là mình thấy ngoài các cái visa mới ra thì cái cơ hội mà định cư ấy, các bạn nào mà ở vùng và chịu khó đi vùng nông thôn của Úc thì cơ hội sẽ rất là cao. Thì đây là một cái link, bởi vì những cái vùng nông thôn của Úc liên tục được thay đổi, cho nên các bạn nên vào cái trang của chính, tức là của chính phủ Úc để tham khảo cập nhật những cái thay đổi mới.
Và vừa rồi mình cũng nói qua về cái việc là vì do là COVID, biên giới đóng cửa và rất là nhiều những cái sự thay đổi như vậy, đặc biệt gần đây căng thẳng giữa Úc và Trung Quốc làm cho rất là nhiều những cái công trình nghiên cứu của Úc đã lúc trước đã được chính phủ Trung Quốc tài trợ thì bây giờ cũng bị rút rất là nhiều vốn ra. Rồi là cộng với cả việc là như vậy ấy, thì rất là nhiều những học giả của Trung Quốc cũng hiện tại cũng là ở Mỹ cũng như là ở Úc đều là nằm chung số phận, là đều rất là dễ bị nghi ngờ là không biết là có phải là làm cho chính quyền Bắc Kinh hay không. Cho nên ý, tất cả những cái đó thì mình thấy đây là cơ hội cho du học sinh Việt Nam xin học Master by Research hoặc là PhD. Đó, thì cái cơ hội này của các bạn, mình nói vì sao là cơ hội? Vì trường đại học nào cũng sẽ cần những bạn candidate học research. Mà bây giờ ấy, do họ cần như vậy và cái lượng, một cái lượng rất lớn từ Trung Quốc đã bị giảm, thì đấy là cái ưu tiên cho sinh viên đến từ Việt Nam. Một cái nữa mà mình thấy cũng là mình những cái người mà có cái ý định định cư cũng nên tham khảo, đó là gần đây chính phủ Úc thông báo sẽ cấp 10.000 visa cho những người có, tức là những người Hồng Kông. Thì trong đó là một trong những luật là tất cả những ai đang visa tạm trú Hồng Kông mà đang tạm trú tại Úc thì lập tức sẽ được cấp một cái visa mới 5 năm sau khi cái visa hiện tại hết hiệu lực. Và sau 5 năm đó, chính quyền của Thủ tướng Scott Morrison cũng lên dự định là cho họ được định cư. Vậy là rất nhiều những cái thông tin vừa rồi ý, thì chắc chắn ý, là các bạn nên để ý là các bạn phải tạo cho mình một cái visa tạm trú dài hơn để các bạn chuẩn bị cho cái chương trình định cư của mình. Thì cái visa tạm trú ngoài visa 48 năm ra, thì cái visa tạm trú khác đó là visa sinh viên sẽ là cái visa rất là có quyền lực của ở Úc. Và khi mà các bạn tính đến là lấy một cái visa sinh viên nữa thì các bạn cũng nên cân nhắc cái việc là mình học ngành nghề gì. Như vừa rồi Việt Nga trình bày thì học Master by Research hoặc là PhD sẽ cho các bạn rất là nhiều lợi ích để mà lên để làm cái con đường định cư của các bạn nó mang tính cạnh tranh hơn. Thì mình cũng xin nhường lời lại cho Hiền tiếp chương trình luôn. Cảm Dạ ơn vâng. quý vị. Dạ. Cảm ơn chị Việt Nga rất nhiều về những chia sẻ thông tin những rất là cập nhật về tình hình xét duyệt các diện visa định cư của Úc. Thì như chị Việt Nga cũng có chia sẻ thì chúng ta có thể thấy là hướng học research hiện tại là mang đến rất nhiều lợi thế cho hồ sơ xin định cư của các bạn về sau. Thì thực tế là sinh viên Việt Nam mình nói riêng cũng như là sinh viên quốc tế nói chung thì nghe nhắc đến bậc học research thì thường các bạn cảm thấy sẽ có phần hơi ái ngại. Tại vì các bạn hầu như là các bạn sẽ cảm thấy không tự tin về kỹ năng nghiên cứu cũng như là khả năng tiếng Anh của mình để có thể trao đổi với các vị giáo sư cũng như là các nghiên cứu sinh cùng học tập với mình. Thì thực sự ra các trường đại học lớn khi mà họ có dạy những chương trình nghiên cứu thì họ đều thấu hiểu những cái khó khăn này của du học sinh quốc tế. Cho nên là trong chương trình giảng dạy của bậc học nghiên cứu thì luôn luôn sẽ có từ 2 cho tới 4 môn học sẽ dạy cho các bạn về các kỹ năng cũng như các phương pháp nghiên cứu để mà hỗ trợ cho các bạn xuyên suốt cái chương trình làm nghiên cứu sinh của mình tại trường. Thì nhờ những hỗ trợ này của trường á, thì hầu như là các sinh viên Việt Nam mình là học nghiên cứu rất là tốt và rất là thành công. Cho nên là các bạn nếu mà có dự định học tiếp lên ở bậc nghiên cứu thì các bạn có thể tự tin cân nhắc hướng đi này. Thì nhân đây Hiền cũng xin chia sẻ muốn cung cấp cho các bạn biết về cái yêu cầu đầu vào cũng như là cách thức nộp hồ sơ của bậc học nghiên cứu này. Hiền xin 30 giây để share cái screen của mình. Mọi người có thấy màn hình hiện share không ạ? Có em. Dạ vâng, thì như lúc nãy chị Việt Nga có đề cập thì
hai bậc học nghiên cứu mà sẽ các bạn sau khi tốt nghiệp sẽ có nhiều lợi thế cho hồ sơ xin định cư. Các bạn có thể chọn học Master by Research và chương trình PhD. Chương trình Master by Research là chương trình học 2 năm, PhD là 4 năm. Thì để mà cân nhắc việc là mình sẽ, sau khi các bạn tốt nghiệp thì các bạn sẽ xem thử là ví dụ mình đã tốt nghiệp xong bậc Master by Research mà mình hồ sơ xin định cư của mình đã khả thi rồi, có tính khả thi cao, thì mình có thể là ngừng ở bậc học này để mà nộp hồ sơ định cư. Còn nếu mà trong trường hợp hồ sơ xin định cư của các bạn vẫn cần thêm một số điểm cộng thì các bạn có thể cân nhắc để mà học tiếp lên chương trình PhD. Thì yêu cầu đầu vào của hai chương trình học nghiên cứu này sẽ như thế nào? Thì đối với bậc học Master by Research thì yêu cầu các bạn chỉ cần tốt nghiệp bằng cử nhân tương đương với bằng cử nhân của Úc. Đối với bậc PhD thì các bạn cần tốt nghiệp bằng cử nhân danh dự là Bachelor Honor Degree, hoặc là các bạn đã tốt nghiệp Master by Research để học tiếp lên, hoặc là chương trình Master of Philosophy Degree. Thì chương trình Master of Philosophy Degree này nó sẽ dài từ 1 cho tới 2 năm tùy vào hồ sơ học tập của các bạn. Thì bên trường họ sẽ xem xét và quyết định cho các bạn về thời gian học sẽ như thế nào. Về yêu cầu chung á, thì là yêu cầu về tiếng Anh thì không quá cao, cũng tương đương với những bậc học khác, đó là IELTS chỉ cần overall là 6.5, trong đó không có kỹ năng nào dưới 6 chấm. Hoặc các bạn có thể cung cấp những chứng chỉ tiếng Anh tương đương mà được trường công nhận, ví dụ như là BTE hoặc là TOEFL. Đặc thù của chương trình học research là thông thường các trường sẽ yêu cầu các bạn sẽ phải chuẩn bị research proposal. Và để trường nắm được background học tập và quá trình làm việc và nghiên cứu các bạn thì các bạn cũng sẽ cần phải chuẩn bị một cái CV. Tùy trường, cái bằng chứng của kinh nghiệm làm việc và bằng chứng kinh nghiệm research sẽ được trường yêu cầu thêm. Và cái referee letter là thư giới thiệu. Thư giới thiệu này có thể đến từ trường đại học mà các bạn đã từng theo học hoặc là nơi công tác của các bạn, để có thể giúp cho hồ sơ xin học nghiên cứu của các bạn được mạnh hơn ha. Thì về quy trình nộp hồ sơ xin học bậc nghiên cứu sẽ có phần hơi khác so với những bậc học khác, ví dụ như là học nghề hay là học cử nhân. Thì trước hết các bạn cần phải kiểm tra xem là hồ sơ của mình có đạt đủ cái yêu cầu đầu vào của trường chưa. Thông thường sẽ có hai yêu cầu, đó là yêu cầu về học thuật và yêu cầu về tiếng Anh. Thì phía du học xét sẽ hỗ trợ cho các bạn để xem hồ sơ của các bạn có đạt đủ điều kiện chưa, hay là mình sẽ cần phải chuẩn bị gì thêm. Sau khi hồ sơ các bạn đã chuẩn bị đủ, thì các bạn sẽ tiến tới một bước nữa, đó là chuẩn bị về đề cương nghiên cứu và tìm kiếm giáo sư. Thì ở bước này, thông thường khuyến khích là các bạn du học sinh sẽ là người chủ động để làm ở bước này. Bởi vì sao? Thực sự ra không ai khác ngoài các bạn sẽ hiểu rõ nhất về cái đề tài nghiên cứu của mình để mà có thể trao đổi được với các giáo sư trong trường. Đó, và ở phần này thì cũng cần các bạn du học sinh cần có một cái khả năng tiếng Anh tương đối để mà có thể trao đổi với giáo sư. Sau khi các bạn tìm kiếm được giáo sư nhận chủ đề nghiên cứu của mình rồi thì mình sẽ tiến tới bước là nộp hồ sơ để xin thư mời nhập học và xin học bổng nếu có. Thì các bạn yên tâm là xuyên suốt quá trình nộp hồ sơ thì bên phía du học xét sẽ đồng hành và cùng hỗ trợ với các bạn để liên hệ với trường. Về phần học bổng thì hầu hết tất cả những bạn sinh viên Việt Nam theo học chương trình nghiên cứu thì đều có học bổng. Thì những học bổng thường gặp của các bạn khi học nghiên cứu thông thường sẽ đến từ học bổng các trường, của các trường đại học. Thì học bổng này phổ biến là thường các bạn khi mà đang theo học tại một trường ở Úc rồi, các bạn quyết định học tiếp lên thì hầu như các trường đều có chính sách cấp học bổng cho các bạn học nghiên cứu lên. Học bổng này thông thường nó sẽ có giá trị rất là cao, từ 50% cho thậm chí là tới 100% cho toàn bộ thời gian các bạn học tập nghiên cứu tại trường. Một học bổng thứ hai nữa là thông thường hiện thấy là các bạn học sinh từ Việt Nam sang. Đó, và các bạn đã làm việc và công tác ở những trường đại học ở Việt Nam rồi thì
Rất là nhiều các trường đại học ở Việt Nam đã có liên kết và ký kết với các cái trường đại học Úc để mà có thể là hỗ trợ cho giảng viên hoặc là nhân viên của mình có thể sang một trường đại học ở Úc để mà học tập chương trình nghiên cứu. Một học bổng nữa cũng rất là cạnh tranh, đó là học bổng của chính phủ. Đó thì thông thường các bạn du học sinh đi học chương trình nghiên cứu thì hầu hết là các bạn có học bổng, chứ là cũng ít các bạn sẽ pay tự túc để mà học chương trình nghiên cứu này. Dạ, thì thông tin của hôm nay thì chắc là đã đầy đủ rồi chị Nga ha. Mình sẽ đến một hỏi đáp. Dạ, thì hiện tại, dạ vâng. Thì hiện tại phía du học Séc cũng đã nhận được khá nhiều các câu hỏi từ các bạn học sinh cũng như các quý phụ huynh rồi đó chị. Thì em sẽ đại diện để mà đọc câu hỏi để lên cho chị Việt Nga giải đáp cho mọi người luôn nha. Chị cảm ơn em. Dạ vâng. Một bạn hỏi rằng là cô ơi, con vừa hoàn tất chương trình Master by Coursework của Deakin và có thực hiện một công trình nghiên cứu nhưng chưa được đăng báo, đề tài phục vụ cho trường. Ngoài điểm GPA ra thì thành tích ngoại khóa của con cũng rất tốt. Thì con có khả năng nộp xin visa chương trình Global Talent không ạ? Thì chắc câu hỏi này sẽ em sẽ đại diện du học Séc để trả lời cho bạn đó. Thì hiện tại là bạn vừa hoàn tất khóa Master by Coursework, thì chương trình Visa Global Talent này như chị Việt Nga có chia sẻ chỉ dành cho những bạn đã tốt nghiệp ở bậc Master by Research hoặc là PhD. Cho nên là Thảo sẽ cần phải tiếp tục học tiếp lên ở bậc Master Research. Thì hiện tại chị thấy về cái điểm GPA của bạn cũng đã rất là tốt. Và bạn cũng đã có công trình nghiên cứu rồi, cho nên là về cái hướng để mà có thể xin học tiếp tại trường Deakin cho bậc Master by Research sẽ rất là thuận lợi. Thì bên phía du học Séc sẽ hỗ trợ Thảo để mà chuẩn bị hồ sơ để mà xin tiếp offer để mà bạn có thể học tiếp lên chương trình Master by Research. Cho chị xin thêm một chút luôn ở đây nhé. Yeah. Thì ở đây ý, là bạn học Master by Coursework như này ý, thì cái hướng của Hiền vừa đặt ra là Hiền sẽ hỗ trợ bạn về research. Nếu mà bạn Thảo may mắn mà gặp được một người supervisor, có thể bạn cũng sẽ được học luôn PhD. Nhưng mà cái này phải nhờ bên công ty Séc sẽ là giúp Thảo. Thì chị chỉ nói từ kinh nghiệm của chị thôi, bởi vì chị cũng đang học PhD và chị cũng học xong Master by Coursework thì chị lên học luôn PhD. Đó. Dạ. Thì cái đấy là nó phụ thuộc hai hướng cho bạn. Dạ vâng. Đúng rồi em, đúng rồi, có hai hướng luôn chị, đúng như vậy luôn. Chị cảm ơn Hiền. Dạ, cảm ơn chị nghe. Một câu hỏi nữa đến từ bạn Anh Vũ. Là bạn em đang học Master by Coursework mà tìm được cơ hội nộp PhD thì có thể nộp xin PhD luôn được không? Việc visa có thay đổi gì không chị? Khóa coursework là về khoa học môi trường nhưng PhD lại về mảng dược, thì hai ngành này khả năng định cư có tốt hơn không ạ? Bạn Anh Vũ này thì một phần mình đã trả lời, thắc mắc của bạn đã được trả lời trong câu hỏi của bạn vừa rồi đó chị. Là nếu mà bạn có thể có cơ hội nộp lên thẳng PhD thì thực sự đây là một cơ hội tốt mà bạn cần nắm bắt. Dạ. Còn về nếu về ngành đó chị, thì bạn đang hỏi là về khoa học môi trường nhưng PhD lại về mảng dược, thì hai ngành này khả năng định cư như thế nào chị, có tốt không chị? Cho chị hỏi luôn ý, bởi vì cái này ý, nó lại đi hơi sâu hơn nữa về là bạn Anh Vũ hiện tại đang ở tiểu bang nào. Bởi vì có những tiểu bang như tiểu bang Victoria chẳng hạn, thì có một cái đường hotline riêng cho những bạn học PhD, tức là các bạn học PhD xong rồi ý, thì được ưu tiên vô cùng. Ví dụ như là trước ngày 28 tháng 5 năm nay chị cũng có giúp
một bạn học xong PhD mà cái ngành của bạn ấy không nằm trong danh sách là trung hạn và dài hạn của liên bang đâu, mà chỉ là nằm trong danh sách của tiểu bang thôi, mà bạn ấy chỉ được 60 điểm thôi nhá. Và bạn ấy khi bạn ấy nộp vào, vì bạn ấy học PhD cho nên ý, là chỉ đúng một tuần là bạn ấy được chính phủ tiểu bang Victoria mời và đủ lên 65 điểm và được nộp cái visa 190. Cho nên có gì anh Vũ nên trao đổi kỹ hơn với cả các bạn tư vấn bên ruộng xét và cho chị biết rõ hơn. Có thể sau buổi ngày hôm nay thì chị cũng có thể tư vấn kỹ hơn, nó còn tùy thuộc vào bang nữa em. Đó. Dạ vâng chị, mình đi với câu hỏi kế tiếp. Một bạn hỏi là em xin visa 48 năm trước để có thời gian chuẩn bị cho phần thesis. Thesis ở đây là research proposal đó chị nha. Rồi sau đó em học lên research có được không? Chị thấy như vậy thì rất là phí, bởi vì cái visa 48 năm này theo luật di trú cũ ấy, em chỉ có thể xin được một lần làm đơn chính thôi. Thế mà em hình dung là nếu mà em học xong bachelor hoặc là master by coursework thì cái visa 48 năm này em chỉ được có 2 năm. Trong khi nếu mà em học by research thì ít nhất em được 3 năm, còn PhD em được tới 4 năm. Cho nên ý là theo chị thì sẽ có nhiều cách để em có thêm thời gian chuẩn bị cho cái proposal của em, và hiện tại cũng có thể là em cũng sẽ may mắn là cái research của em sẽ có thể tìm được thầy supervisor. Chị ví dụ thôi, nếu mà visa sinh viên của em hiện tại mà hết hạn, có thể thay vì lấy 48 năm em có thể lấy một cái visa 600, một cái visa visitor tại Úc, ở lại Úc đây, hoặc là visa thường là cái visa 600 thì nó sẽ ưu việt hơn là visa 408, và sẽ cho em được một thời gian là 6 tháng để mà em có thể xin cái proposal được approve. Thì đấy là một trong những cái gọi là hướng đi thôi, còn nếu mà bắt buộc phải dùng 48 năm như vậy thì rất là phí đó. Dạ vâng. Thực sự ra visa 48 năm là một cái quyền đặc quyền sau khi mà các bạn hoàn tất một chương trình đại học, một cái bằng cấp ở Úc. Tuy nhiên là các bạn cũng cần phải cân nhắc việc sử dụng như thế nào cho thật là thông minh về cái quyền này. Đúng không chị? Em Hiền nói rất là đúng luôn, Dạ. bởi vì là ví dụ như là em sẽ lấy cái bằng của em học sau khi research, thì nếu mà nó yêu cầu kinh nghiệm của em sau khi research mà lúc đấy mà em không còn 48 năm nữa thì em đâu có được ở Úc để em đi làm tạm thời đâu. Như vậy là em tức là cắt mất đi cái cơ hội của mình như vậy. Cho nên chị và các bạn tư vấn của bên du học sếp là rất là kỹ lưỡng khi mà tư vấn các em là nên chọn 48 năm hay nên đi học trước đó, Dạ, và em. rất nhiều trường hợp là các bạn nên đi học trước rồi 48 năm sau đó. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn. Dạ vâng. Một bạn hỏi trên Facebook, bạn tên là Mai Hằng. Cô ơi, con đi học Bachelor Nursing tại Swinburne ở Melbourne. Con muốn hỏi quy trình để nộp PR sau khi con tốt nghiệp, tức là 3 năm sau nữa là bạn đang học chương trình Bachelor Nursing đó chị, ở Melbourne. Dạ. Chương trình Bachelor of Nursing hiện tại thì cho sẽ là cho bạn Mai Hằng một cái cơ hội được tính là cơ hội cao nhất trong các cái ngành nghề hiện nay để xin định cư. Vì sao? Bởi vì cô ta cho nurse một năm lên tới hơn 17.000 suất luôn. Cho nên ý, sau khi mà Mai Hằng mà chuẩn bị học xong thì con có thể đến bên du học sếp, thì du học sếp sẽ hướng dẫn con về cách nộp PR. Ví dụ như là có thể là con trước khi con nộp PR thì con sẽ phải xin cái visa 48 năm, để trong cái quá trình con ở lại Úc theo cái visa 48 năm đó, con có thể làm xong cái skill assessment của con có thể tăng cường điểm tiếng Anh của con có thể là thi CCL để tối ưu hóa cái điểm của con. Thì cái này cô thấy các anh chị tư vấn ở bên du học sếp Melbourne hoặc là ở Sydney mà con thì đang học Swinburne, là đồng môn với cô học cùng Swinburne, thì các anh chị ở sếp Melbourne cô nghĩ là sẽ hỗ trợ con được rất là hữu ích luôn. Nên là cái quy trình để nộp của con ấy, như cô vừa nói, nó cũng rất là straightforward đó. Cảm ơn chị.
Thì Mai Hằng ơi, hiện tại là con đang học nursing thì đây là cũng là một ngành rất là lợi thế để mà nộp đơn xin định cư về sau rồi. Tuy nhiên là trong suốt thời gian mà mình học tại bên trường đó thì cũng sẽ có một cũng có nhiều cái mà mình cần phải chuẩn bị thêm để sau khi mình tốt nghiệp thì hồ sơ của mình làm sẽ thuận lợi nhất có thể ha. Một bạn nữa cũng có câu hỏi tương tự về khả năng định cư của ngành nursing thì bạn Minh hỏi là không biết là ngành nursing và ngành engineering hiện tại có được ưu tiên xin PR không và điểm yêu cầu hiện tại là khoảng bao nhiêu vậy ạ? À? Theo như là những thông số thì ngành nursing sẽ ưu việt hơn nhiều so với cả ngành engineering con đó. Và ngành nursing ấy thì do cái COVID này ý, như mọi người đã chứng kiến là tháng 3 ấy, là hơn 1.000 bạn mà học nurse, mà có những bạn chỉ vừa 65 điểm thôi cũng đã được mời rồi. Còn engineering thì nằm trong cái nhóm ngành prata, điểm phải rất là cao, lúc nào cũng phải là 85, 90, 95 thì mới được mời. Sẽ cạnh Đó. tranh hơn. Dạ vâng. Vô cùng cạnh tranh. Dạ Đúng vâng. luôn. À, một bạn tên Thảo hỏi về chương trình Visa Global Talent đó chị. Thì bạn đang muốn hỏi là nếu bạn nộp chương trình Visa Talent và hồ sơ không thành công thì khả năng nộp lại visa loại này thì có ổn không chị? Nói chung là bạn luôn luôn sẽ có những cái cơ hội, nhưng mà khi một cái visa bạn nộp ở Úc mà bị từ chối thì cái người đứng đơn lúc đó sẽ bị có rất là nhiều những cái nó bất lợi. Ví dụ như là sẽ bị cái section 48 của luật nó kick in là nó sẽ không cho phép nộp một cái visa nào nữa khi bạn đang ở Úc lúc đó. Thì chị nghĩ là Thảo vừa rồi có nhiều những cái thông tức là có nhiều những cái mong muốn hỏi về cái visa Global Talent, thì chị nghĩ là Thảo nên book hẹn với cả bên anh các anh chị tư vấn của bên du học sinh, chị sẽ có thể tư vấn em riêng đó, bởi vì những cái câu hỏi của em nó sẽ hơi đi sâu hơn một chút đó. Thì chị nghĩ rằng hiện tại cái thời lượng về thời gian ấy, có rất nhiều những bạn khác còn hỏi nhiều câu nữa ấy, thì chị recommend là chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một buổi nữa về những câu hỏi cụ thể của em về Global Talent, hoặc là du học sinh có thể làm một buổi riêng về Global Talent, chị sẽ đi rất kỹ với các em về cái đó luôn đó. Dạ. Một bạn tên Thắng Trần có hỏi là em chuẩn bị hoàn thành Master Coursework về ngành Architecture tại Adelaide. Thì em muốn hỏi tính cạnh tranh về Visa 189 ở đây, được không ạ? À? Ok em, nếu mà em học ở Adelaide thì ngay lập tức là em cũng đã có các cái điểm thêm so với cả những bạn khác ở những nơi như Melbourne hoặc là Sydney, là em đã có điểm regional rồi. Còn tính cạnh tranh thì chị thấy là khi mà em học xong cái master về architecture tại Adelaide, ngoài 189 ra, nếu mà em học mà em đạt được một trong những cái điều kiện mà bang Nam Úc đặt cách cho em, chỉ ví dụ như là điểm GPA của em cao, điểm IELTS của em cao, em đã ở Adelaide được được lâu năm, thì em sẽ có cực kỳ nhiều lợi thế luôn đó. Một câu hỏi về thời gian nộp hồ sơ đó chị nghe. Thì bạn Duyên Trinh có hỏi là thời gian trung bình để mà chuẩn bị cho nộp hồ sơ xin dạng định cư tay nghề là khoảng bao lâu và khoảng bao lâu sau thì có kết quả? Cho chị trả lời luôn, cái câu hỏi này của em nó phụ thuộc rất là nhiều vào ngành nghề gì các em đang đang học và đang nhắm tới để nộp hồ sơ đó. Chị ví dụ như là có những cái ngành nghề mà ra thì các em sẽ không cần phải 1 năm kinh nghiệm để mà làm cái skill assessment, nhưng mà ví dụ như là ngành nurse này, hay là kể cả về ngành teaching này, cũng không cần phải yêu cầu 1 năm kinh nghiệm sau khi có bằng. Nhưng các ngành khác như là ngành về toán học chị vừa nói này, hoặc là những cái ngành mà nó liên quan đến ví dụ như là dùng số liệu để định tính, tức là để xác định ra như cái ngành actuary study chẳng hạn, lại cũng cần 1 năm kinh nghiệm. Cho nên ý là
trung bình cho việc chuẩn bị nộp hồ sơ thì phụ thuộc rất là nhiều bạn là em sẽ làm cái sát hạch tay nghề đấy trong bao nhiêu lâu. Ví dụ như các bạn học IT ra, các bạn ấy chỉ có thể làm được full skill assessment nếu các bạn đã có 1 năm kinh nghiệm hoặc đi học khóa professional year đó. Thế khi các bạn đã có skill assessment rồi, có đủ đầy đủ điểm về 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 về, điểm định cư rồi, thì có những bạn đợi cũng hơn 1 năm. Tức là rất nhiều bạn là cái 4 8 năm mà 2 năm là không đủ đâu các em. Từ lúc các em nộp được đầy đủ 65 điểm để bắt đầu nộp EOI và để ngồi đợi chờ EOI được mời thì có nhiều bạn là hơn 2 năm. Nhưng mà như chị nói, nó cũng tùy từng đợt. Ví dụ như là các bạn học nurse cái đợt tháng 3 rồi lại được tháng 5. Còn lại thêm nữa nó còn phụ thuộc vào là cái bằng, cái bằng em học là bằng gì. Ví dụ như là trung bình các bạn mà học PhD mà từ lúc được mời và được 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 cấp PR ấy, thường là 3 tháng đến 6 tháng. Trong khi các bạn mà học bachelor và master by coursework thì nó có thể lâu hơn rất là nhiều. Đó. Dạ, cảm ơn phần trả lời rất là chi tiết của chị. Một bạn tên là Bill Watt thì bạn đang học chương trình Bachelor of Law ở trường Đại học Victoria University ở Melbourne đó chị. Thì bạn muốn hỏi về quy trình để nộp PR sau khi mà bạn tốt nghiệp chương trình Bachelor of Law tại Đại học Victoria. Riêng chương trình Bachelor of Law thì để mà được là một 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 luật sư thì các bang sẽ có những cái yêu cầu về đi thực tập, đi tập sự khác nhau. Đó, theo chị nhớ không nhầm thì ở Victoria sau khi em học xong Bachelor of Law em phải đi ra làm thực tập ở một công ty luật và phải được một người luật sư supervise em ít nhất là 1 năm. Đó thì ít nhất là sau đó em mới có thể làm được cái skill assessment của em. Đó, và khi mà em làm xong skill assessment của em cũng vẫn phải đạt được đủ các cái điểm minimum là 65 điểm, tức là điểm IELTS của em, rồi là những các cái điểm như là điểm dịch của em. Đó, bởi vì riêng học law thì lại không có professional year để mà em được cộng điểm. Thế nên là điểm mà nhưng mà lawyer của em thì ngành này lại không nằm trong prorata, cho nên cũng không 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 phải là cần phải chót vót điểm mới được. Thế nhưng mà học law của em sẽ lâu hơn những rất là nhiều bạn vì cái lộ trình của em cần phải đi thực tập ở một công ty luật. Đó. À, cho nên là chị cũng lưu ý em lưu quét luôn là nếu mà em chuẩn bị thấy là em chuẩn bị ra trường mà chưa có một công ty luật nào nhận em thì lúc đó ấy, em nên và điểm IELTS của em chưa có 8 thì em cũng nên cân nhắc một cái hướng nữa là có thể đi học tiếp. Đó thì và đặc biệt nếu mà em học các cái bậc như Master by Research hoặc PhD thì em có một cái lợi thế nữa là em vẫn có cái quyền được đi làm toàn thời gian trong lúc em đang đi học, thì đấy cũng là một trong những cái sự lựa chọn, nó tùy thuộc vào cái tình hình và hoàn cảnh của em cái lúc em tốt nghiệp. Và chị khuyên là gần đến lúc đấy thì em sẽ liên lạc lại với cả các anh chị ở bên sếp và chị để chị sẽ cập nhật những cái mà mới nhất cho ngành của em. Dạ. Một câu hỏi khác đến từ một bạn đang học chương trình Bachelor of Biomedical Engineering và bạn sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay. Thì sau khi bạn làm xong visa 485 để đi làm 2 năm thì sau đó em sẽ nộp xin được loại visa nào ạ? Như chị nói, tất cả các cái visa mà các em vừa rồi hỏi chị mà chị cũng đã nói ngay từ đầu cái buổi ngày hôm nay ý, là cái visa phù hợp với các em sẽ là visa 189 là nộp một cách độc lập, 190 là nhờ cái sự bảo lãnh của bang hoặc là 491. Thì để trả lời câu hỏi của em lúc đấy mình sẽ xem là cái điểm của em lúc đấy nó ra làm sao, em đã hội tụ đủ điểm chưa, và nếu em chưa
thì chị sẽ có thể đưa ra cho em cái lộ trình như nào để mà cái cơ hội của em tốt nhất, bởi vì cái điểm ở đây rất là quan trọng, cái điểm di trú ở đây rất là quan trọng. Dạ, cảm ơn chị. Một bạn khác cũng đang học chương trình cũng gần na ná giống như bạn vừa rồi, thì bạn đang học chương trình Bachelor of Medical and Radiation Physics. Nếu em bạn đang cân nhắc việc nếu em xin visa 48 năm sau khi em tốt nghiệp thì chị Nga thấy có khả thi hay không về cơ hội cho Bachelor of Medical and Radiation, thì so với Biomedical Engineering, Software Engineer hay Civil Engineer hay Computer Engineer nó sẽ như thế nào? Và chị Nga thấy có khả thi khi mà xin visa 48 năm sau khi tốt nghiệp hay không? Hay là bạn cần học tiếp lên Master Research hoặc là một cái bằng Master về Science? Cho chị xin trả lời câu hỏi của em nhé. Như chị nói, cái gì mà liên quan đến medical sẽ ưu việt hơn rất nhiều so với cả IT và civil engineering. Bởi vì cái đó là nó nằm trong những cái ngành mà nước Úc đang rất là cần. Đó. Thế thì vì sao mà IT hay là tức là software engineering hay là civil engineering chị không tự tin về hai cái ngành này lắm, là bởi vì hai cái ngành này nó đều nằm trong quota, nó đều cần cực kỳ là cái điểm cao, là và cái lượng mà người học cái ngành, hai cái ngành chị vừa nói rất là nhiều, những bạn đến từ Ấn Độ, những bạn đến từ Trung Quốc, đấy là hai cái nước mà cái lượng mà nộp visa vào Úc định cư nhiều nhất, thì các bạn ấy cũng là học hai cái ngành đấy nhiều hơn. Cho nên nói tóm lại, nếu mà em đi được biomedical thì nó vẫn ưu việt hơn. Đó. Còn trả lời tiếp câu hỏi của em về cái việc mà sau khi mà em tốt nghiệp xong, em có nên nộp visa 48 năm không để đi làm không, thì cái thứ nhất nó phụ thuộc vào yếu tố là em đã xin được việc chưa, hoặc là cái cơ hội của em xin việc có cao không, và nó lại đi liên quan đến tiếp là điểm định cư của em cái thời điểm đấy thế nào rồi. Bởi vì có rất nhiều bạn thi mãi vẫn không được 8 điểm IELTS, hoặc thi mãi vẫn không được 7, 79 PTE, tức là không tối ưu hóa được cái điểm định cư của mình. Mà lúc đấy nếu mà điểm định cư của em ấy mà nó không cao quá thì chị không khuyên em nộp visa 48 năm, mà lúc đấy chị sẽ khuyên em học tiếp. Nhưng mà nếu mà em đã tối ưu hóa được tất cả những cái điểm mà ở trong cái bảng tính điểm cho visa 189, 190, 491 chị vừa làm trong cái buổi hội thảo hôm nay, thì cái khả năng em nên xin visa 48 năm là cái sự lựa chọn tốt nhất. Cho nên em xin 48 năm hay không nó rất phụ thuộc vào cái lúc mà em học xong đó. Dạ, cảm ơn chị Nga. Mình còn rất là nhiều câu hỏi đó chị Nga. Đúng rồi em, bởi vậy nên là chị cũng đang cố gắng để trả lời nhanh nhất. Còn lại Dạ vâng. nếu mà bạn du học sinh nào mà cảm thấy cái câu trả lời của chị mà các bạn chưa được thỏa mãn, thì chị nghĩ là các bạn có thể là gửi câu hỏi lại cho các chị ở bên dọc xét, hoặc là đặt một cái lịch riêng với chị. Không sao hết, bởi vì là chị vẫn tiếp sinh viên của dọc xét vào chiều thứ ba và chiều thứ sáu hàng tuần. Dạ Thành ra cảm ơn. là các Dạ vâng. bạn. Chị cảm ơn em. Dạ cảm ơn chị Nga. Thì một bạn đang hỏi về cơ hội nộp hồ sơ xin định cư cho ngành cookery, thì đây cũng là một ngành học rất là phổ biến mà gần đây các bạn du học sinh Việt Nam mình rất là quan tâm đó chị. Thì bạn học xong cao đẳng nghề ngành cookery thì có thể nộp xin PR diện sponsor luôn được hay không, hay là bạn cần xin qua visa 48 năm? Dạ, chị cho lời khuyên cho Chị bạn. riêng visa cookery, tức là dành cho những bạn visa mà muốn đi từ cookery, thì cái cookery này chị trả lời một trường hợp cookery nhé, là nó bao gồm luôn toàn bộ những bạn học nghề ở đây nhé. Đó, bởi vì cookery là các bạn sẽ học từ certificate 3, certificate 4 về commercial cookery, sau đó lên Diploma of Hospitality. Thì cookery ở đây ý, nếu các em nhìn vào trong danh sách trung hạn và dài hạn, thì nếu mà ra các em làm cook là một thợ nấu ý, thì không nằm trong danh sách ưu tiên trung hạn và dài hạn. Nhưng nếu mà các em ra mà các em làm cái skill assessment là chef, tức là bếp trưởng,
thì các em sẽ nằm trong danh sách ưu tiên trung hạn và dài hạn. Mà đạt mà cái gọi là cái điều kiện giữa cúc và sếp nó rất là na ná nhau đó, thì chị khuyên là các em nên đi theo dạng học certificate 3, certificate 4 về cookery, diploma về hospitality management, và sau đó các em bắt buộc phải xin visa 485 thì các em mới làm được full skill assessment. Bởi vì khi các em vào visa 485 thì các em mới join được cái chương trình nó gọi là job ready program, yêu cầu những bạn học nghề phải có 1 năm kinh nghiệm sau khi các em đã hoàn thành các khóa học được yêu cầu của các em, thì lúc đó các em mới làm được skill assessment là sếp. Thì cái ngành này nói trả lời câu hỏi của em là em nếu mà có người sẵn sàng đứng ra bảo lãnh cho em thì em có nộp được visa bảo lãnh đó không, thì hiện tại nó có hai cái nhánh đi theo dạng mà có chủ bảo lãnh. Một cái nó gọi là visa 407, tức là traineeship visa, tức là em học xong thì cái visa đấy là em có một người chủ đứng ra bảo lãnh cho em, để mà em người ta không cần phải trả lương cao cho em, người ta chỉ cần trả cho em cái mức lương tối thấp nhất của Fair Work Australia quy định thôi đó. Thì cái visa 4 traineeship này chỉ cho phép em ở Úc từ 12 tháng tới 24 tháng. Chị thì chị không có khuyên các em tập trung vào cái visa 407 này, bởi vì là nó có cái yếu tố là phải tìm bằng được, chủ phải bảo lãnh được, và cái việc mà được cấp 1 năm hay 2 năm hoàn toàn do người xét đơn. Đó, nếu mà được cấp 1 năm thì đâu có bằng cái visa 485 của các em đâu. Mà visa 485 của các em là được cấp là các bạn học nghề là được cấp 18 tháng. Đó. Thế nên ý, là còn cái visa nữa mà cũng là chủ bảo lãnh, đó là visa 482, thì cái người chủ này cần phải trả các em minimum 54.000 đô một năm. Thì chị trả lời luôn là các em không đủ điều kiện để nộp. Bởi vì cái visa 482 này nó yêu cầu minimum sau khi em học xong phải có 2 năm kinh nghiệm. Cho nên em sẽ rất khó để xin được theo visa chủ bảo lãnh. Và chị khuyên em sau khi, cái thứ nhất các bạn học nghề là chị nói chung và bạn học về cookery nấu nướng nói riêng, thì ngay khi các em học ở trong trường các em phải lấy được 360 giờ đi thực tập thì các em mới tốt nghiệp được cái bằng của các em. 360 giờ này không cần phải được trả tiền 100%, nhưng nên được trả tiền những cái thời gian sau đó. Và sau đó khi các em học xong certificate 3, certificate 4, diploma thì chị khuyên các em nên phải xin vào visa 485 đó. Có visa 485 mới làm được full skill assessment thì mới tính tiếp được các cái visa khác. Đó là câu trả lời của chị cho bạn học cookery cũng như các bạn học nghề. Dạ, cảm ơn chị Việt Nga rất là nhiều, thông tin rất là chi tiết và cụ thể luôn. Một câu hỏi đến từ một phụ huynh có con đang học lớp 12 tại Melbourne. Câu hỏi đến từ chị Trang Nguyên Khuê. Con mình đang học trung học lớp 12 tại Melbourne, tại trường Wellington, là một trong những trường high school tốt ở Melbourne đó chị. Thì visa của bạn sẽ hết hạn vào 15 tháng 3 năm 2021. Phụ huynh hỏi cháu sẽ gia hạn visa ở Úc được không? Cháu sẽ liên hệ ở đâu để xin gia hạn visa? Thì ở phần câu hỏi này thì em đại diện du học sếp để mà gửi câu trả lời đến cho chị Trang. Thì chị Trang cứ yên tâm là về phần hỗ trợ các bạn học sinh gia hạn visa từ bậc học high school để lên tiếp bậc đại học, thì phía du học sếp văn phòng ở Việt Nam và du học sếp có cả văn phòng tại Melbourne sẽ cùng phối hợp để mà hỗ trợ tiến hành hồ sơ xin gia hạn visa cho con của chị. Và hồ sơ gia hạn visa hoàn toàn có thể nộp được tại Úc trong mà bạn không cần phải quay trở về Việt Nam chị ha. Và con của chị Trang thì dự tính là học ngành Mechatronic Engineering ở trường Đại học Swinburne, thì cơ hội định cư của ngành này như thế nào chị Nga? Chị có thể chia sẻ không ạ? À? Cơ hội này là vẫn có, nhưng mà cũng nằm trong cái khối ngành về engineering,
cho nên ý, là rất là cạnh tranh, rất là cạnh tranh luôn. Thế thì cho Việt Nga chia sẻ với quý phụ huynh là Việt Nga có một người cháu cũng học xong lớp 12 ở bên Úc, cũng học cái ngành này ở Swinburne, và bạn này thì là thi VCE là 90, 99.90, IELTS là 8 điểm, và bạn này học ở trường Swinburne luôn luôn là top luôn và HD toàn bộ luôn. Thế mà rất là chầy chật mới xin được, mà xin là cũng lại phải là đi 4-5 năm. Trong quá trình bạn ấy học ở Swinburne thì bạn ấy cũng rất là năng nổ và được các thầy cô xin việc cho luôn, đi làm việc luôn. Và bạn này ý, là do như vậy ý, thì ngay xin mà trường Swinburne ý, bạn học xong cái khóa này offer bạn ấy đặt luôn, đặt cách luôn vào học PhD, nhưng mà bạn này bạn ấy quyết định không học PhD, đi ra xin visa 4-5 năm và lên Sydney và làm ở cái công ty mà bạn ấy đã làm ở Melbourne. Sau đó người ta post bạn lên Sydney, và bạn ấy vừa rồi sau hơn 1,5 năm đợi chờ cái visa 4-5 năm của bạn ấy gần như là kết thúc thì bạn mới được New South Wales mời theo visa 190. Cho nên ngành này vẫn được nhưng cực kỳ cạnh tranh. Thế ạ. Mà đây là, gọi là cực kỳ là học giỏi xuất sắc luôn. Những cái điểm nào mà có thể đạt được, ví dụ như là 8 IELTS bạn ấy có, Professional Year bạn ấy có, CCL bạn ấy có. Bạn ấy không thiếu một cái gì mà bạn ấy coi như là đợi rất là lâu. Thì cái câu chuyện này Việt Nga chia sẻ là cho các bạn du học sinh khác cũng có được cái cảm nhận là thời gian xét là như thế nào, học ngành nghề như này thì cái tương lai nó sẽ ra làm sao. Dạ. Dạ, cảm ơn chia sẻ rất là thực tế từ chị Việt Nga. Dạ, một bạn tên là Julie thì bạn có hỏi là cô Việt Nga ơi, con đang sắp hoàn thành chương trình Bachelor Nursing ở Brisbane và con đang dự tính nộp xin visa 4-8 năm, nhưng hiện tại trường của con có chương trình học Honor cho ngành Nursing luôn. Thì cô nghĩ con nên học tiếp Honor rồi hãy nộp 4-8 năm sau thì sẽ tốt hơn, hay là con nên nộp 4-8 năm luôn từ bây giờ? Thì rất là nhiều bạn phân vân giữa việc là mình học tiếp hay là mình sẽ sử dụng cái quyền 4-8 năm, đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Thế thì bây giờ cho cái câu hỏi của Julie ý, thì cái thứ nhất Julie học ý là nursing đó chị. Dạ. đúng 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 em. Ở đây ý, câu hỏi của Julie nó còn liên quan tiếp là trường ở Brisbane có chương trình Honor of Nursing, thì cho chị hỏi luôn ý là cái chương trình này ý, cái campus ở Brisbane hay là campus này nó có offer cái Honor of Nursing ở những cái campus mà ở regional có không? Đấy, bởi vì là nếu mà có cái chương trình đấy mà ở regional mà chị cũng không biết là cái khóa đó là bạn ấy sẽ học, mà nếu mà học thì học bao nhiêu lâu, và bởi vì nếu mà bạn mà vừa mới hoàn thành Bachelor of Nursing thì liệu là điểm tuổi của bạn có khi mà bạn hoàn thành điểm tuổi này có được tối ưu không, IELTS tối ưu không. Nói tóm lại vẫn quay lại cái điểm của mình khi mà hoàn thành khóa học ấy, là Dạ. lúc đấy là điểm của mình như nào. Nếu mà điểm của mình cao rồi thì nộp 4-5 năm là nên, còn chưa cao thì nên học tiếp. Julie có nhắn thêm là bạn đang học campus ở Gold Coast đó chị. À, bạn đã học ở Gold Coast đúng không em? Dạ vâng. Ok, Gold Coast thì vẫn được 5 điểm regional đó, và cái 4-5 năm của học ở Gold Coast thì vẫn sẽ xin được extension đó. Thì trả lời lại câu hỏi của Julie thì vẫn phụ thuộc vào cái điểm di trú khi Julie hoàn thành khóa học, Julie ước tính nó sẽ được bao nhiêu đó. Ước tính ở đây như là cô Việt Nam vừa nói là phụ thuộc vào IELTS của con hoặc PTE của con, rồi là phụ thuộc vào đấy, và cái tiếng Anh rất là quan trọng, rồi CCL con có thi được không, rồi là nếu mà điểm của con lúc đấy mà không cao ấy thì cô khuyên là con nên đi học tiếp, còn nếu mà nó rất là cao thì hẳn vào 4-5 năm đó. Dạ, cảm ơn những lời khuyên của chị Việt Nga dành cho bạn Julie. Một bạn khác là đang làm việc tại Úc thì bạn đang làm cho một công ty IT chuyên vào IT ở Úc. Tuy nhiên là bạn lo lắng là công ty của bạn không có quy mô, không được lớn
thì như vậy bạn có thể xin được visa 186 không chị? Cho chị hỏi luôn là hiện tại là bạn đang ở Úc theo visa nào em? Là visa 482 hay là visa 457 lúc trước hả em? À, bạn có nhắn thêm là hiện tại bạn đang ở Úc với visa sinh viên. Vậy là chắc bạn là làm việc Nếu mà part-time đúng không? đúng rồi em, đúng rồi, thì khi mà bạn mà đang ở Úc dưới visa sinh viên ấy, mà cơ hội của bạn mà bạn muốn lên visa 186 ấy, thì đa phần ấy là về cái khía cạnh là chủ đi, người ta cũng không muốn mời bạn vào visa 186 đó, và bao giờ người ta cũng prefer là bạn đi theo 482 rồi bạn làm ở 482. À, sau đó là bạn đủ cái thời gian bạn làm ở đó thì người ta mới mời bạn lên 186. Hiện ngay tại thời điểm mà mình đang nói chuyện với nhau thì IT chưa bị cái caveat của chính phủ về cái việc mà người chủ phải cần yêu cầu như nào. Hiện tại chị nói thêm để các em hiểu rõ hơn, cái caveat hiện tại là áp dụng cực kỳ nhiều cho những bạn học về kế toán. Những bạn học kế toán ra mà có những cái công ty mà muốn nhận các bạn và để bảo lãnh các bạn ở lại, thì ngoài cái việc là bạn học xong cái bằng đó bạn phải có 2 năm kinh nghiệm, thì cái người chủ, chị chỉ đang nói về cái người chủ muốn bảo lãnh thôi, cần phải có doanh thu ít nhất cũng là 1 triệu và phải cần thuê 5 người full time, thì đấy là những cái nó gọi là cái caveat, tức là những cái điều kiện mà sở di trú ấn định cho người chủ khi người chủ có ý định bảo lãnh những cái người du học sinh ở lại làm việc. Cho nên nếu mà em muốn đi chi tiết vào visa 482 lên 186, em cũng có thể đặt một cái lịch riêng, chị có thể trả lời kỹ hơn cho em. Nhưng mà IT của em thì hiện tại chưa có cái ca biệt đó. Đó, là áp dụng cho người chủ. Cảm ơn chị Việt Nga. Lần qua được 7 điểm. Nhiều câu hỏi quá chị đợi em chút xíu. Dự định học data science. Một bạn tên Ngân có hỏi là danh sách các ngành ưu tiên sẽ giúp cho hồ sơ của định cư của mình được xét nhanh hơn. Nhưng nếu mình apply những ngành ngoài list này thì vẫn được xét nhưng lâu hơn, đúng không ạ? Cho chị giải thích luôn về danh sách các ngành định cư, thì nó có danh sách liên bang. Danh sách liên bang được chia ra làm hai danh sách. Một nó gọi là short term, hai là danh sách nó gọi là medium and long term. Bạn nào học những ngành mà ở trong danh sách short term, nếu mà đi thì sẽ không nộp được PR. Đó, không nộp được PR nếu mà chỉ là dựa vào danh sách của liên bang. Muốn nộp được PR chỉ có dựa vào danh sách liên bang, chỉ được là những cái ngành nằm ở trong medium và long term thôi. Đó, tuy nhiên ngoài danh sách liên bang ra thì còn các danh sách của các chính phủ tiểu bang, thì nhiều ngành nghề nằm trong danh sách liên bang là ngành short term nhưng nó lại nằm trong danh sách của tiểu bang, thì vẫn có cơ hội xin được visa định cư theo dạng 190 hoặc là 491. Đó, thế là các em hình dung nhé, có liên bang và có tiểu bang. Đó, nếu mà liên bang mà em nộp độc lập thì em bắt buộc phải cần có cái ngành nghề của em nằm trong trung hạn và dài hạn. Còn kể cả em đi theo dạng chủ bảo lãnh mà cái ngành của em nằm trong ngắn hạn thì cái visa mà Working Visa 482 nó cũng chỉ 2 năm cộng 2 năm mà nó không có đường lên định cư. Lúc đó em bắt buộc em phải dựa vào cái ngành của em nó có nằm trong danh sách tiểu bang không. Nếu nó nằm trong danh sách tiểu bang em vẫn có cơ hội. Tuy nhiên nếu ngành của em nằm trong danh sách trung hạn và dài hạn của liên bang, cái tính chất ổn định của nó cao hơn nhiều so với cả cái danh sách của chính phủ tiểu bang. Và chính phủ tiểu bang ấy thường ấy là như chị vừa giải thích, chính phủ tiểu bang
Một là sẽ có ưu tiên cho những sinh viên đã tốt nghiệp ở tiểu bang đó. Còn nếu không ý, chính phủ tiểu bang cái danh sách đó nó vừa yêu cầu khó hơn và cái danh sách đó nó thay đổi cũng nhiều hơn rất nhiều và nhanh hơn rất nhiều so với cả cái danh sách của liên bang. Đó thì không biết là câu trả lời của chị như vậy thì cũng đã giúp em được chưa? Dạ em thấy phần thông tin của mình cũng đã ok rồi đó chị. Thế bây giờ có khi cho chị trả lời một cái câu hỏi của bạn em mì Đinh nhá, để chị giải thích rõ hơn cái câu trả lời của chị vừa rồi. Tức là bạn em mì Đinh hỏi là hiện tại bạn đang học lớp 12 và có dự định học Hospitality Management thì sau này có dễ xin visa ở lại không? Thì do cái ngành mà Hospitality Management này nó rơi vào danh sách short term của chính phủ liên bang. Cho nên ý, cái cơ hội của bạn Emmy này chỉ có thể xin được dựa vào cái chính phủ liên bang à, chính phủ tiểu bang thôi. Mà như vậy là cơ hội của bạn ở lại không dễ đâu. Không dễ một tí nào và cực kỳ cạnh tranh. Đó bởi vì là em nhìn vào bất kỳ ví dụ như tiểu bang Victoria làm chẳng hạn như là hotel manager hoặc restaurant manager nó nằm và nó yêu cầu rất phức tạp và nó cứ ra rồi nó vào ở trong danh sách của chính phủ tiểu bang thì chị muốn nói là cái ngành học như vậy ý, thì không gọi là không dễ ở lại và cực kỳ cạnh tranh. Tuy nhiên nhiều khi nó cũng phụ thuộc vào may mắn. Ví dụ như là em đi học xong mà em đi xin nhưng mà Hospitality Management của em đi thì nếu mà con học diploma thì con sẽ không xin được visa 4 5 năm. Lúc này con bắt buộc con phải học cái Hospitality Management này ít nhất là chương trình đại học thì con mới xin được visa 4 5 năm. Cái trong cái quá trình 4 5 năm nếu mà con lại có một người chủ ở vùng nông thôn nhận con vào làm và sau khi con làm ở đó người ta bảo lãnh con thì con đường định cư của con vẫn có nhưng nó phụ thuộc vào chủ bảo lãnh rất nhiều. Đó cho nên là nếu mà mình học nên học những cái ngành đang nằm trong trung hạn và dài hạn là trung trung hạn và dài hạn của danh sách liên bang chứ đừng nên phụ thuộc vào danh sách tiểu bang đó. Chị xong của chị Dạ Hiền tiếp vâng, tục đi em ạ. dạ, cảm ơn chị. Thì do thời lượng của chương trình cũng có hạn cho nên là chúng ta sẽ còn khoảng độ 10 phút nữa. Thì nếu mà những câu hỏi nào mà hôm nay chị Việt nghe không kịp giải đáp trong buổi chiều nay thì du học sếp sẽ liên hệ để mà giải đáp tiếp cho các bạn hoặc là các bạn có thể liên hệ với du học sếp để đặt lịch tư vấn cho thắc mắc của mình ha. Thì em tiếp Em với ơi, một... Dạ. cho chị xin trả lời hai cái câu ở dưới này. Nó hơi khác với cả các cái trước một chút. Chị trả lời nhanh câu hỏi của bạn Thiên Hoàng nhé. Độ cạnh tranh CPA cho ngành secondary education. Dạ, Thì dốc. đấy thì secondary education nếu mà con học về teaching thì để mà ra để làm giáo viên dạy cho secondary school thì cơ hội của con rất là cao. Làm cả về skill assessment cũng rất là straightforward không có bị mất thời gian như nhiều ngành yêu cầu kinh nghiệm đó và cái ngành này quota cũng rất là nhiều hơn 8.000 suất một năm chỉ có mỗi cái là cái đầu vào một là con phải có 4 năm học higher education tại Úc hoặc không con phải có IELTS rất là cao. Nhưng mà để mà cái cơ hội cho PR thì cô thấy cái ngành này tương đối là hấp dẫn và ít cạnh tranh. Đó. Còn chị trả lời nhanh của bạn là Nhàn Phạm về Dạ, câu cái hỏi cũng liên quan tới về education đó chị và bạn học về TESOL. Dạ vâng. đúng rồi, đúng rồi. Cái ở trên ý là về secondary education mình cứ cho là đấy là và coi như ba master of teaching cho secondary education đi thì chị vừa trả lời như vậy. Còn cùng là master về TESOL thì cái cơ hội xin rất là cạnh tranh, rất là khó khăn, rất là khó luôn. Bởi vì là giáo viên tiếng Anh không nằm ở trong medium and long term list đó và các chính phủ tiểu bang cũng rất là hay thay đổi luôn. Cho nên ý, là cái con đường mà em dự tính ý, là em đi regional
Và em tức là em apply 485, năm em chuyển sang regional làm giáo viên TESOL và apply 491. Chị nghĩ cái khả năng đấy là khả thi với em đó, là tốt với em. Chị ơi, chị trả lời thêm một câu hỏi nữa cho bạn Mark Hồ. Bạn đang theo dõi livestream của mình trên Facebook thì bạn hỏi là bạn đang là sinh viên năm thứ ba của Đại học Sydney và đang theo học khóa Bachelor of Nursing Advanced, theo cái stream là Advanced Study. Thì dự tính là bạn sẽ tốt nghiệp vào cuối năm 2020 hoặc là đầu năm 2021. Thì em muốn hỏi là sau khi tốt nghiệp thì em nên nộp đơn xin loại visa nào để ở lại làm việc và trở thành PR được. Thì cũng như là các bạn lúc trước mà học nurse thì chị cũng lại xin trả lời luôn là khi mà các em tốt nghiệp lúc đó các em xem chừng là mình cái điểm di trú của mình đạt được bao nhiêu, bởi vì nó phụ thuộc rất là nhiều, phụ thuộc vào tiếng Anh, phụ thuộc vào độ tuổi, phụ thuộc vào những cái điểm thêm như là dịch đó, rồi phụ thuộc là em còn độc thân hay em đã có gia đình. Thì nếu mà tổng điểm di trú của em tốt thì em nên. À, và cái cơ hội xin việc nữa, cái này nó cái cơ hội xin việc là cực kỳ quan trọng. Chị xin đính thưa chị xin đính thêm vào những cái câu trả lời trước của chị. Chẳng hạn ví dụ như khi mà em học xong ra mà có một cái nursing home hoặc là một cái bệnh viện người ta nhận em vào mà người ta yêu cầu là bạn phải có được cái full time work right tôi mới nhận. Thế thì trong cái quá trình nói chuyện như vậy mà em cũng thấy là điểm của em tốt rồi thì đương nhiên 4-5 năm lúc đấy sẽ là tối ưu cho em luôn. Nhưng mà nếu mà em chưa có việc mà điểm của em vẫn chưa tốt thì chị khuyên em nên đi học tiếp đó. Đấy là và thêm nữa là các em mà học ở những trường đại học lớn thì nên trao đổi thêm với cả các anh chị tư vấn, bởi vì cái visa 485 mà nó cho cái việc mà extension tức là gia hạn thêm của 485 như là 2 cộng 1 hoặc là 2 cộng 2, nó chỉ yêu cầu là em tốt nghiệp ở một cái regional campus thôi. Cho nên nhiều cái trường đại học lớn có thể các em sẽ có cái cơ hội chẳng hạn như là học 2 năm hoặc là 2 năm rưỡi ở Sydney, nhưng cái kỳ cuối cùng các em xin trường chuyển về một cái campus ở vùng regional của cái trường đó thì cái cơ hội em xin 4-5 năm lúc đấy nó có thể là 2 cộng 2 hoặc 2 cộng 1 là 3 năm ở đây, thì cái cơ hội của bọn em xin 4-5 năm để chuyển tiếp từ 4-5 năm lên PR là rất là cao. Chị Nga ơi, một bạn cũng đang học chương trình nursing, bạn tên là Thông Huỳnh, thì bạn bạn này thì sau bạn hỏi là sau khi mà bạn học xong diploma nursing thì bạn có cơ hội để có thể nộp đơn xin PR được không chị? Cái nursing mà popular nhất mà các bạn hay nộp là registered nurse thì mới nằm trong cái medium and long term list của chính phủ liên bang. Thường các bạn học diploma ở nursing xong thì các bạn hay trở thành enrolled nurse thì cái cơ hội đó ấy xin PR khó hơn là các bạn học bachelor of nursing. Đó, còn cụ thể tùy thuộc vào tiểu bang như nào thì em vẫn có thể là đặt lịch và nói rõ hơn khi mà em muốn hỏi thêm. Đó. Dạ, cảm ơn chị Nga. Một câu hỏi nữa. Hiện tại thì mình không nhận thêm câu hỏi nào thêm từ các bạn đó chị Nga. Thế cho chị trả lời thêm một chút nhé về cái câu của bạn Thông Huỳnh nhé. Dạ vâng. Đó, các em nếu mà các em nhìn ở trong cái đường link mà chị chia sẻ trong cái PowerPoint presentation slide của chị ấy, thì nó sẽ nói đến cái code, cái underscore code của mã ngành. Thì thường ấy, ví dụ như các cái ngành nào bắt đầu từ số 1 và số 2 thường bắt buộc phải yêu cầu phải có bachelor. Đó thì như vừa rồi chị cũng nói với cả em ấy là bạn nào mà học Bachelor of Nursing thì cơ hội cao hơn nhiều so với các bạn học Diploma of Nursing đó. Tuy nhiên ý, là bốn ngành mà sở di trú đang nghiên cứu và có thể bỏ vào trong cái danh sách ưu tiên trung hạn và dài hạn
thì có những cái ngành về gọi là individual care, rồi là những cái ngành mà làm về aged care thì cũng không phải cần yêu cầu lên tới đại học, thì cái đó ấy cũng là cái chị có thể ngồi kỹ hơn với cả thông mình khi nào mà em có thời gian và em có những cái câu hỏi rồi đưa thêm các cái thông tin kỹ hơn về em học ở đâu, em học như thế nào, nó liên quan đến các cái mà tiểu bang và trong vòng cuối tháng này, tức là 2 tuần nữa thì sở di trú có thể sẽ cho ra một cái mini budget, thì trong đó cũng hy vọng là sẽ có một số những cái thông tin mới nữa để chị update các em. Còn hiện tại theo như chính phủ liên bang ngày 6 tháng 10 năm nay mới công bố một cái full budget, thì khi công bố một cái full budget thì các cái quota nó mới coi như là được công bố một cách toàn diện nhất, thì chị rất mong là các em cùng với cả các anh chị bên dụng xét với chị sẽ cùng nhau cập nhật những cái thông tin mới nhất như vậy. Dạ, cảm ơn chị Việt Nga đã trả lời rất là chi tiết cho bạn Thông Huỳnh. Thì phụ huynh của học sinh high school lúc nãy là chị Trang Nguyên Khuê có dành một câu hỏi cho du học sếp, thì là chị hỏi là ngành education thì sẽ học mấy năm, ETA đầu vào thì khoảng chừng bao nhiêu và yêu cầu IELTS là bao nhiêu. Chương trình nếu mà là con của chị tốt nghiệp high school ở Úc thì các bạn sẽ vào chương trình Bachelor of Education, thì chương trình này là chương trình học 4 năm. Dạ, thì tùy vào yêu cầu đầu vào của mỗi trường sẽ có phần khác nhau. Tuy nhiên thì thường ATA trung bình mỗi năm các bạn có khoảng độ từ 60 điểm là các bạn đã có cơ hội để mà nhận được offer từ trường rồi. IELTS của chương trình Bachelor of Education thì đòi cao hơn so với những ngành học khác, tại vì đây là chương trình để sau này để ra đi dạy, thì IELTS là yêu cầu là thông thường là 7 chấm. Dạ, thì đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Thì rất cảm ơn chị Việt Nga đã dành thời gian để mà gặp gỡ với các quý phụ huynh cũng như học sinh của sếp để mà giải đáp những thắc mắc. Thì và cũng xin cảm ơn các bạn, các quý phụ huynh cùng học sinh cũng đã dành thời gian cho buổi ngày hôm nay. Thì nếu có thêm những sau buổi ngày hôm nay mà mọi người có thêm những thắc mắc nào thì mọi người có thể liên hệ với Du học Séc. Thì các cái kênh thông tin của Du học Séc cũng đã được nhắn tin vào một chatbox. Thì quý phụ huynh và các bạn có thể chụp lại để liên hệ Du học Séc sau buổi ngày hôm nay ạ. Nhân đây thì cũng xin cho phép Việt Nga cảm ơn em Hiền, em Linh và toàn bộ các anh em ở Du học Séc đã tạo điều kiện cho Việt Nga trao đổi với quý phụ huynh và các bạn học sinh, và cũng xin trân trọng cảm ơn quý phụ huynh và các bạn học sinh. Cảm ơn rất nhiều và mong gặp lại tất cả quý vị vào chương trình tới của Du học Séc. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Xin tạm biệt.